Nghị định 132 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Ngày 5 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 132/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định 132 có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. Trong bản tin này, Deloitte Việt Nam tóm lược những thay đổi quan trọng tại Nghị định 132. Thứ nhất, Nghị định 20 quy định các đối tượng áp dụng bao gồm tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, sau đây gọi chung là người nộp thuế, là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết. Nghị định 132 mở rộng nhóm đối tượng áp dụng khi lược bỏ cụm từ theo phương pháp kê khai. Theo đó, có thể hiểu rằng các đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không theo phương pháp kê khai như nhà thầu nước ngoài cũng có thể thuộc nhóm đối tượng áp dụng của Nghị định 132. Thứ hai, Nghị định 132 bổ sung loại quan hệ liên kết L, quy định về mối quan hệ liên kết giữa cá nhân và doanh nghiệp. Khoản bổ sung này có thể tạo ra một số trường hợp doanh nghiệp phải kê khai các bên liên kết và giao dịch liên kết nhiều hơn so với quy định tại Nghị định 20. Thứ ba, Nghị định 132 nâng giá trị ngưỡng dưới của khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn, từ giá trị bách phân vị thứ 25 lên bách phân vị thứ 35. Do Nghị định 132 áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, các doanh nghiệp sẽ cần soát xét lại các chính sách giá đang áp dụng. Trong bối cảnh kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của doanh nghiệp ở nhiều ngành kinh tế, đã và đang chịu nhiều tác động bất lợi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sự thu hẹp này dự kiến đặt ra thách thức không nhỏ đối với doanh nghiệp. Thứ tư, Nghị định 132 nhắc lại các quy định về chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của Nghị định 68/2020/NĐ-CP ban hành ngày 24 tháng 6 năm 2020, bao gồm cả quy định hồi tố cho năm 2017, 2018 và chuyển tiếp chi phí lãi vay vượt quá mức trần trong 5 năm tiếp theo. Thứ năm, Nghị định 132 quy định người nộp thuế được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết tại mục 3, mục 4 của phụ lục 1 cũng sẽ được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong trường hợp người nộp thuế thỏa mãn các điều kiện được quy định tại Nghị định 132. Quy định này có thể giúp nhiều doanh nghiệp được giảm nhẹ yêu cầu lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong thời gian tới. Thứ sáu, Nghị định 132 quy định chi tiết nghĩa vụ của người nộp thuế liên quan đến báo cáo lợi nhuận liên quốc gia CBCA. Tuy nhiên, quy định về nộp CBCA tại Nghị định 132 khá phức tạp và chi tiết cho nhiều trường hợp, do đó người nộp thuế cần căn cứ vào từng tình huống cụ thể của công ty mẹ tối cao để xác định yêu cầu nộp CBCA. Ngoài ra, Nghị định 132 có nêu rõ CBCA của người nộp thuế không được sử dụng để ấn định thuế. Thứ bảy, Nghị định 132 quy định thời hạn để người nộp thuế cung cấp hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong trường hợp thanh tra, kiểm tra áp dụng theo luật thanh tra. Theo quy định hiện hành về thanh tra, kiểm tra thuế, người nộp thuế phải cung cấp, bổ sung thông tin, tài liệu trong không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo của cơ quan thuế. Như vậy, thời hạn này đã được rút ngắn so với quy định trong Nghị định 20 là không quá 15 ngày làm việc. Doanh nghiệp cần có kế hoạch lập và lưu giữ hồ sơ phù hợp nhằm tuân thủ yêu cầu cung cấp trong thời hạn quy định. Thứ 8, theo các quy định tại Nghị định 132, về mặt lý thuyết, khả năng áp dụng và được cơ quan thuế chấp nhận thông tin so sánh lấy từ cơ sở dữ liệu thương mại có thể được tăng cường đáng kể. Tuy nhiên, cần lưu ý là nếu người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp không tuân thủ quy định tại Điều 20 của Nghị định 132, cơ quan thuế vẫn có quyền ấn định thuế dựa trên cơ sở dữ liệu nội bộ của cơ quan thuế hoặc cơ sở dữ liệu thương mại. Ngoài ra, Nghị định 132 cũng làm rõ việc mở rộng phạm vi phân tích, so sánh đối với giao dịch liên kết mang tính đặc thù hoặc duy nhất không tìm kiếm được đối tượng so sánh độc lập. Deloitte sẽ tiếp tục chia sẻ các nghiên cứu, phân tích chi tiết về ảnh hưởng của Nghị định 132 trong thời gian tới. Vui lòng liên hệ với đội ngũ tư vấn về chuyển giá của Deloitte Việt Nam để được hỗ trợ và đưa ra giải pháp kịp thời.